Sử dụng điện thoại di động livestream nội dung thách thức xúc phạm lực lượng phòng chống dịch COVID-19, một người đàn ông ở Đồng Tháp vừa bị công an xử phạt 5 triệu đồng. Cụ thể, ngày 3 tháng 9, ông Bùi Văn Quy, ngụ xã Bình Thạnh, đã sử dụng điện thoại di động livestream 4 phút, quay cảnh đương sự đang nhậu tại nhà và có nhiều đoạn chửi bới, thách thức lực lượng công an xã. Làm việc với cơ quan công an, ông này thừa nhận có sử dụng tài khoản Facebook và livestream đoạn clip trên, tự nguyện tháo gỡ thông tin và cam kết không tái phạm.